Hello anh chị em nha. Hôm nay em lại giới thiệu anh em một con hàng rất là lạ. Busan 200 bản Sport này, RS. Con xe này giá cả nó rất là dễ chịu nha. Cái đầu đèn của nó cũng khá là ấn tượng, mình nhìn rất là đẹp như một con cú mèo vậy đó. Xe này thì là 2017 nha anh em. Mình mới mua được biển Sài Gòn. Ô tô như 16 17 ngàn gì đó. Đang nổ máy luôn. Đây, 17 ngàn. Rất gà nhảy lắm anh em ạ. Biển Sài Gòn nhá, chính chủ ghi giấy cho anh em luôn. Mẫu này thì đặc biệt là nó có ABS trước sau. Đó. Dàn áo thì khoảng 85%. Hai chìa, hai kiếng đầy đủ cho anh em mình luôn, đầy đủ hết chức năng ABS này. Đây. Đó. Mình rất là ấn tượng với cái đầu của con này, khá đẹp. Con này thì mình để cho anh em giá dễ chơi thôi. Cũng chỉ ngang ngang bọn giờ 15 mà anh em có 200cc chơi ABS trước sau luôn. Con này để anh em 43 triệu 500 ngàn. Màu đen nhá, đen bạc. Ga nhảy lắm. Con này giờ 15 bây giờ thì nó cũng tầm 4 mấy xe keng, 3 mấy xe bình thường. Này mình bán cho anh em 43 triệu 500 thì nó bằng một con giờ 15 thôi. Đó, anh em nào mà ví dụ như thích chơi phân khối lớn, có ABS, nhìn dáng ngầu lạ mà không đụng hàng thì có thể chơi tham khảo qua con này nhé. Thì số điện thoại của em là 0974 847553. Địa chỉ cửa hàng 52 Lê Hồng Phong, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương. Thì anh em nào có nhu cầu mua bán hay là thắc mắc gì với vấn đề mô tô thì anh em cứ alo qua em tư vấn cho anh em nhé. Anh em lưu ý là toàn bộ xe ở bên cửa hàng em đều là máy móc zin, không đâm đụng té ngã gì hết. Đó, mua bán thì có bảo hành cho anh em luôn, có hỗ trợ khách hàng rút hồ sơ sang tên luôn. Đó, anh em nào ưng thì alo cho mình nhé. Cảm ơn anh em đã coi đến cuối clip.